Ngày con cất tiếng khóc chào đời, ngày mẹ đã nói niềm vui trao dâng ngập trời. Bằng yêu thương của cha đã dành để trong mai ấm từng ngày qua con lớn lên. Là lời ru mẹ đưa bên cánh vông cho con say giấc ngủ. Là lời cha từng ngày ấm êm mong sao cho con nên người. Thời gian lấy đi tuổi xuân của mẹ và con lấy đi sức sống mẹ cha. Cuộc đời con sẽ không quên tình yêu thương mẹ cha đã dành cho con. Người ơi, tình yêu bao la theo như câu ru xưa cho vơi đi nỗi nhọc nhằn trong đời của người. Đường tương lai nhiều trông gai và những lúc gian nan làm con ngã quỵ để con nhớ rằng nơi đây một góc bình yên luôn có mẹ cha chờ con tìm về. Con cất tiếng khóc chào đời, ngày mẹ đã nói niềm vui trao dâng ngập trời. Bằng yêu thương của cha đã dành để trong mai ấm từng ngày qua con lớn lên. Là lời ru mẹ đưa bên cánh vông cho con say giấc ngủ. Là lời cha từng ngày ấm êm mong sao cho con nên người. Thời gian lấy đi tuổi xuân của mẹ và con lấy đi sức sống mẹ cha. Cuộc đời con sẽ không quên tình yêu thương mẹ cha đã dành cho con. Người ơi, tình yêu bao la theo như câu ru xưa cho vơi đi nỗi nhọc nhằn trong đời của người. Đường tương lai nhiều trông gai và những lúc gian nan làm con ngã quỵ để con nhớ rằng nơi đây một góc bình yên luôn có mẹ cha chờ con tìm về. Đời con sẽ không quên tình yêu thương mẹ cha đã dành cho con. Người ơi, tình yêu bao la theo như câu ru xưa cho vơi đi nỗi nhọc nhằn trong đời của người. Đường tương lai nhiều trông gai và những lúc gian nan làm con ngã quỵ để con nhớ rằng nơi đây một góc bình yên luôn có mẹ cha chờ con tìm về. Kính thưa ông bà, kính thưa đại gia đình thông gia, các quý vị khách quý, lãnh đạo tại địa phương quê hương xã Văn Môn, thôn Mẫn Xá, thôn Điền. Hôm nay là tập đoàn HK có tổ chức cái tiệc chúc mừng, có hai cái vấn đề để chúc mừng. Thứ nhất, chúc mừng cho phu nội của hai cháu Mẫn Ngọc Kim Bảo, Mẫn Ngọc Kim Ngân được vượt qua những cái bệnh hiểm nghèo sau 75-76 ngày nằm tại bệnh viện quân y 108. Nay là các cụ đã được khỏe mạnh và vừa sinh nhật cụ lại vừa sinh nhật các cháu, kỷ niệm coi như là một trong hai. Nếu mà bình thường ấy thì không có Covid thì chúng tôi có thể tổ chức quy mô tầm cỡ 2-3 nghìn người,
nhưng bởi vì là do cái thời kỳ dịch bệnh Covid cho nên hôm nay chỉ tổ chức giới hạn mấy mâm gọi là trong gia đình tình cảm để động viên. Thưa quý vị, bố tôi trong cái cơn nguy kịch của bệnh hiểm nghèo, thực sự là ở đây thì ai cũng là đàn ông, ai cũng là phụ nữ, trên cuộc đời thì ai cũng thích tiền, nhưng thực ra là tiền cũng không giải quyết được cái gì. Nhà cao cửa rộng, tiền bạc tài sản, nhưng đến khi không có sức khỏe và không thể tiếp tục làm những việc gì mình mong muốn thì mọi thứ cũng chỉ là vô nghĩa. Nhưng mà tôi muốn chứng minh rằng là Phật pháp linh thiêng và việc xây chùa đúc tượng và làm những việc thiện thì có thể mang đến những cái, tức là những cái điều như người bình thường là không thể tưởng. Tức là ví dụ như trường hợp mà cụ ông thân sinh ra tôi là năm nay đã tuổi 84 mà mổ phanh não ra như vậy thì một vạn người may ra chỉ có một người sống sót. Nhưng mà bây giờ bố tôi vẫn khỏe mạnh ngồi đây để mừng sinh nhật cho các cháu, cũng như là mình sinh nhật mình bước sang tuổi 84 khỏe mạnh, ăn uống được và cũng có thể chia sẻ chụp ảnh giao lưu với mọi người. Đấy là sự linh thiêng của trời Phật, là phúc ấm của tổ tiên. Mà với tôi thì luôn luôn coi trọng giá trị của đạo đức, bởi vì chỉ có đạo đức, đạo hiếu mới là nền tảng cho sự phát triển muôn đời thịnh vượng con cháu. Nếu như sống không có đạo đức, không có văn hóa thì mọi thứ tiền bạc cũng chỉ là vô nghĩa. Một cái bữa tiệc trong cái gia đình nhỏ bé hôm nay là một cái thông điệp để minh chứng rằng chỉ có tình nghĩa của cha ông, anh em, bạn bè, người thân sẽ trường tồn và sống mãi với thời gian. Còn tiền bạc rồi cũng đội nón ra đi, nhan sắc người phụ nữ đẹp đến đâu rồi cũng phải về già phai tàn theo thời gian năm tháng, người làm quan cao đến đâu rồi cũng phải về hưu. Đó là một triết lý khúc chiết trong cuộc sống. Cho nên mỗi khi đến ngày sinh của tôi thường nhắc nhở với các cháu là phải cảm ơn trời Phật tổ tiên ông bà đã mang mình đến thế giới này và để mình làm được những điều có ý nghĩa cho gia đình, xã hội, cho quê hương. Và việc đầu tiên là mình phải cảm ơn cha mẹ, cảm ơn trời Phật, cảm ơn những người thân đã cộng tác với mình trong những thời gian qua để mình có thể thực hiện ước mơ và biến ước mơ thành hiện thực. Và trước khi đến với cái lễ cắt bánh để mừng sinh nhật cụ ông tuổi 84 và mừng sinh nhật cho hai cháu Kim Bảo và Kim Ngân, thực ra thì vừa rồi tôi có xách cái túi rất nhỏ, trong đó có 500 triệu. Vợ tôi bảo để làm gì? Tôi bảo để tôi tặng cho cụ ông 100 triệu, tặng cho hai cháu mỗi cháu 100 triệu vui vẻ thôi. Đây là món quà nhỏ tình cảm trong gia đình. Bởi vì những cái đó nó cũng không có ý nghĩa gì là ghê gớm, bởi vì đấy là những món quà rất bé. Đối với người không làm ra tiền thì nó là to, nhưng đối với những người mà đã đi xây chùa đúc tượng như tôi, bỏ ra hàng nghìn tỷ để công đức xây chùa đúc tượng và làm những cái việc thiện và những cái việc có ý nghĩa cho quê hương, thì tôi cũng chỉ mong rằng là mọi người trong cuộc đời khi chúng ta còn sức khỏe hãy sống với nhau tốt hơn, yêu thương nhau nhiều hơn và giúp đỡ nhau nhiều hơn để làm được nhiều việc tốt hơn cho quê hương, cho gia đình và cho người thân. Và bây giờ thì tôi mời các cháu cùng lên sân khấu để nhận quà của ông nội và cắt bánh sinh nhật, bởi vì các cháu cũng phải về để mà đến giờ uống sữa đi ngủ, rồi cũng như là ông cũng phải về nghỉ ngơi. Nhưng mà trong cái bữa tiệc nào
thì nó cũng vẫn phải đậm đà cái tình cảm của gia đình, của quê hương. Mặc dù thu gọn nhưng mà đó là gửi gắm những tình cảm mà anh em, bạn bè, người thân mà đã dành thời gian quý báu đến để chung vui, chúc mừng cho gia đình chúng tôi. Một lần nữa xin cảm ơn đại gia đình Thông Gia, hai cụ bà, cảm ơn bố mẹ và toàn thể mọi người thân, bạn bè thân hữu. Cảm ơn Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc xã Văn Môn, anh em, bạn bè đã dành thời gian cũng như cán bộ tập đoàn Haraka đến đây để chia sẻ, động viên cho cụ ông cũng như gia đình chúng tôi, các cháu, tức là sinh nhật ngũ đại đồng đường. Ví dụ như là năm nay nếu như dịch bệnh Covid không ngớt thì cái sinh nhật của tôi cũng có thể không tổ chức, mà người nào nhớ đến tôi, quý tôi thì có thể uống với nhau chén rượu không sao. Nhưng với bản thân tôi thì thưa các bạn rằng chen nỉ sung ứng áo, thiên lý tống y mao, tức là cho dù đi xa xôi nghìn dặm, những món quà nhỏ như ẹ, như lông ngỗng nhưng mà nặng tựa Thái Sơn, đó là tình nghĩa của con người. Đấy, thưa quý vị, là chỉ có tình nghĩa con người, chỉ có thể nợ tiền các thứ đều có thể trả được, nhưng riêng nợ tình thì không bao giờ trả được, bởi vì nó nặng tựa Thái Sơn. Cho nên là hôm nay một lần nữa xin thay mặt đại gia đình tập đoàn Haraka cảm ơn các quý vị đã dành thời gian quý báu đến để chung vui và chúc mừng cho đại gia đình, trong đó cụ ông ở tuổi 84 mà mổ não, mà trong khi đó là đã bị xuất huyết mạng nhện, mà phanh ra như thế 75 ngày nằm bất tỉnh nhân sự mà được phục hồi như ngày hôm nay ngồi đây cũng là một câu chuyện thần thoại. Đấy, một câu chuyện thần thoại. Chính vì vậy nên tôi mới nói một điều rằng trong cuộc đời tôi thích nhất là làm được tiền nhưng để cứu được mọi người vượt qua được những cái khó khăn thử thách trong cuộc sống, và đấy là tình cảm của tôi dành cho cha mẹ, con cháu cũng như dành cho quê hương. Tôi mong muốn rằng quê hương Văn Môn sau này trở thành một khu phố tươi đẹp, đường xá rộng mở, điện sáng lung linh, có nhiều những cái công trình ích lợi thể thao để cho con cháu muôn đời được vui chơi thỏa thích, có được công viên nghĩa trang để mai sau các cụ 250 có nằm xuống nhưng không bị hít thở bởi không khí ô nhiễm môi trường, bởi xỉ nhôm chùm đến đầu. Đấy là cái mong mỏi của tôi, nhưng mà sức người có hạn, làm được đến đâu thì tôi cũng cố gắng làm hết tất cả bằng những cái khả năng và sức khỏe của mình. Hôm nay thì đây là những cái món quà tình cảm chân tình để cảm ơn các quý vị đã dành những tình cảm đặc biệt đến với đại gia đình Haraka, với ông bà và các cháu. Thưa quý vị, bây giờ là trước khi các cháu lên đây để cùng cắt bánh sinh nhật tại hai gia đình thì cũng có một tí nhạc tí cho nó vui, bởi vì ở đây là hôm nay là không có ca sĩ, cũng không có tổ chức chương trình rườm rà, và chương trình cắt bánh sinh nhật chỉ có trong cái phạm vi khoảng 10 phút thôi. Cho nên đề nghị quý vị cho một tràng vỗ tay thật lớn.
Thank you.
ta cùng hợp hơn nơi đây. Mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật. 1, 2, 3 ta cùng thôi tắt nến. Happy birthday, happy birthday to you. This day all together will be, I will all sing for your birthday. 1, 2, 3 we'll blow out the candles. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Hợp hơn nơi đây, mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật. 1, 2, 3 ta cùng thôi tắt nến. Happy birthday, happy birthday to you. On this day, all together we'll be, and we'll all sing for your birthday. 1, 2, 3 we blow out the candles. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Yeah. Come on. Hợp hát nơi đây, mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật. 1, 2, 3 ta cùng thôi tắt nến. Happy birthday, happy birthday to you. On this day, all together we'll be. I will all sing for your birthday. 1, 2, 3 we'll blow out the candles. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Ngày hôm nay ta cùng hợp hát nơi đây, mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật. 1, 2, 3 ta cùng thôi tắt nến. Happy birthday, happy birthday to you. On this day, all together we'll be. I will all sing for your birthday. 1, 2, 3 we'll blow out the candles. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Oh, oh.